Lời đầu cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em Châu Âu trên miền Tổ quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt vừa qua, cũng như là các bác thường xuyên theo dõi ủng hộ đăng ký và đăng xe kênh phát triển. Hôm nay là ngày 28 tháng 10. Em xin hân hạnh giới thiệu tiếp các bác một chiếc đầu đĩa của ông Victor với model của nó XL Z511. Chiếc loại thì em bán rất là nhiều rồi, trong quốc giá bình dân và được nhiều anh em sử dụng. Đặc biệt là anh em chơi lâu năm, bởi vì là cái chất âm của chiếc đầu Victor này nó rất là ngọt ngào. Đấy, phù hợp cho những dòng nhạc vàng. Đấy, Bulezo cũng tuyệt vời. Và giá thành thì lại rất là rẻ. Đấy. Về giá xuất xưởng của chiếc này thì nó ngang ngửa với chiếc đầu Sony 227 và 28 của Sony, và giá bây giờ thì rẻ hơn một nửa luôn. Thì chiếc đầu này được sản xuất năm 1987 với giá xưởng của nó là 59.800 yên, nó tương đương khoảng 13 triệu đồng Việt Nam theo thời gian tại. Và chiếc này thì sở hữu size ngang của nó là 43,5 cm, chiều cao của nó là 11,6 cm và chiều sâu của nó 30 cm. Nó nặng là 5,9 kg. Mắt đọc thì dùng mắt đọc của Victor rồi. Victor thì không chung nữa gì hãng nào. Dòng mắt của Victor rất là bền, ổn định và không chấn đĩa. Và chip rẻ mã của chiếc đầu này thì dùng đến 3 con chip rẻ mã. Hai con chip rẻ là PCM 56P. Đấy. Còn một con nữa là con IM 3404B và IM 3613B. Sẽ đâm rất là ngọt. Đấy, chi tiết. Ở mặt thì mặt phay nhôm được sơn màu đen, toàn bộ chữ là màu vàng, nhìn rất là nổi bật và sang trọng. Đấy, đồng hồ quát thì hiển thị số rất là lớn. Về phần ngoại hình thì em quay chi tiết để các bác được chiêm ngưỡng ạ. Mặt tiền của em này rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp. À, không có điểm trừ. Đấy, không có điểm trừ luôn. Đấy. Chỉ góc bên dưới này hơi có một chút xíu thôi. Chỉ con này rất là đẹp. Cạnh trên của nó rất là đẹp. Đấy. Tuy nhiên thì phần nắp lưng này cũng có vết xước này. Đây có chảy sơn này. Góc này cũng vậy này. Còn lại rất là đẹp. Hồi bên đây cũng có cái vết xước này, xước mở. Đấy. Bên đây khá đẹp. Model của nó đẹp. Model của nó XL Z511 điện 100V, công suất 12W. CD của con này thì nó có tem giấy ở đây, nhưng mà về nó bay mất rồi. Đấy. Đây ạ. Chiếc đầu này thì có hai đường alux ra, chân đường mạ vàng. Một đường cổng cua xoan ra và một đường cổng quang ra. Cổng quang ra đây. Em mua đồ hoạt động bình thường, các bác không dùng đường cổng quang thì các bác tắt đi. Đấy. Thì là dùng gạt lên, các bác lưu ý giúp em nhé. Và đây là phần nội thất bên trong. Nội thất bên trong của chiếc này thì cũng rất là mới rồi. Đấy. Mắt đọc của nó thì dùng mắt đọc của Ultima 3 của Victor. Đấy. Máy móc dinh nguyên bản, mắt đọc cũng in theo máy luôn. Đây, đây là con chip ra rẻ mã PCM 56 thì nằm ở đây. Đây, đây 56 đây ạ. Đấy. Và đây là con chip rẻ mã IM 3613. Đấy. Và một con nữa là IM 3815, nó nằm đây. Đây. Tụ lọc là tụ lọc của Eola. Eola. Rồi, và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc và các chức năng hoạt động của chiếc này để cho bác được thưởng thức. Và chiếc đồng này đã được bác khách ở Hải Dương đã đặt mua.
với giá là 1,8 triệu đồng. Đấy, con này đẹp thì em bán giá 1,8 thôi nhé. Chất âm của nó thì vượt tầm giá rất là nhiều. Đầu thì không kén đĩa, tốt đĩa lòng xanh là đĩa sao chép, đĩa lòng vàng và đĩa lòng trắng. Em test một CD sao chép thì bắt được thưởng thức ạ. Và em khuyến cáo các bác là sử dụng đầu CD thì thấp nhất các bác phải chơi cái đĩa chép, đừng chơi mấy cái đĩa chợ, nó không đảm bảo chất lượng. Đấy. Nó lại bảo là người bán đầu đĩa không được tốt, mất công ra. Bên em thì còn nhiều đầu CD trong khúc từ 690 ngàn đồng cho đến trên 10 triệu đồng, bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em ạ.
đọc cực tốt ạ. Tôi kể người nghe đời lãng và điềm một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ, tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca. Chuông đổ chùa xa, chiều ta thương về biệt cùng lá chung nước. Cuối nẻo đường đi, đôi bóng hẹn mùa thi, than khóc đợi người. Nếu duyên không thành, điệp mới lan cắt tóc quên đời vì đời qua chua cay duyên đành lỡ khi ai. Bao nhiêu niềm vui cũng vui trọn từ đây, vui trọn từ đây. Lỡ một cung đàn phải chẳng tình đời là vòng dây. Nếu vì tình yêu lan có tội gì đâu, sao vướng vào sầu đau. Nàng sống mà tình như đã chết, riêng bóng cô đơn đôi môi xinh phai tàn. Thương thay cho nàng buồn xa nhắn nấu thân thừa tử vi. Em xin phép từ dừng viết ở đây. Thì trước đầu này em đã bán rồi với giá là 1,8 triệu đồng. Bên em thì còn nhiều đầu CD khác trong khúc từ 690 ngàn đồng cho đến trên 10 triệu đồng. Hoặc là có nhu cầu thì hãy liên hệ được với em. Với số máy là 0907-223-269 em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau ạ.